Ngày nay, khi bàn đến mối hiểm họa từ Trung Quốc, nhiều người thường chỉ nghĩ đến sự đe dọa trên Biển Đông. Nhưng thực tế, Biển Đông dường như xa xôi và những xung đột trên đó thường chỉ là những con số trên bản đồ, không gì thực sự tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng điều có lẽ ít ai nghĩ đến, Trung Quốc đang tiến hành một kế hoạch tinh vi khác, một mối nguy hiểm lớn hơn đang âm thầm tiến tới, nhắm thẳng vào đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa số 1 của Việt Nam. Để thực hiện kế hoạch trên, Trung Quốc đã cho xây dựng hàng chục con đập thủy điện khổng lồ. Đằng sau những công trình dường như vô hại ấy lại là một kế hoạch đầy mưu mô có tính chiến lược, chạy dòng nước sông Mê Công, mục tiêu cuối cùng của nó là khuất phục Việt Nam. Vậy, Trung Quốc đang thực sự có âm mưu gì? Và tại sao những đập thủy điện của Trung Quốc lại có thể uy hiếp được Việt Nam? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của chúng mình nhé! Các bạn thân mến, sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất châu Á trải dài qua 6 quốc gia là Trung Quốc, Malaysia, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, với chiều dài hơn 4.500 km và lưu vực rộng hơn 795.000 km vuông Và sông Mekong cung cấp hơn 70.000 lượng nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long. Con sông này mang theo hàng triệu tấn phù sa mỗi năm bồi đắp, giúp cho đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng đất màu mỡ vì nhiều, là vựa lúa trái cây thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Đây cũng là nguồn thủy sản nội địa lớn nhất ở trên thế giới với hơn 4 triệu tấn cá và các loài thủy sản khác được đánh bắt mỗi năm. Trung Quốc đã xây dựng 11 đập thủy điện ở trên sông Lan Thương là một nhánh chính của sông Mekong với tổng công suất khoảng 54.000 MW. Những công trình này cung cấp điện cho hơn 40 triệu hộ gia đình ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các đập thủy điện cũng gây ra những tác động lớn đến dòng chảy, làm giảm lượng nước chảy về hạ lưu và ảnh hưởng đến chất lượng nước của sông, có thể gây thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp thủy sản và sinh hoạt của người dân ở hạ lưu sông, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc chọn sông Mekong để thực hiện dự án đập thủy điện này? Một lý do được đề xuất là là vì Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng và kiểm soát khu vực, đặc biệt là khi liên quan đến tài nguyên nước quan trọng như sông Mekong. Trung Quốc có thể sử dụng việc kiểm soát dòng chảy của sông này để tăng cường sức mạnh đàm phán và ảnh hưởng đối với các quốc gia ở hạ lưu, đồng thời thu được lợi ích kinh tế và chiến lược. Tuy nhiên, việc này cũng gây ra nhiều lo ngại về an ninh nước, môi trường và căng thẳng địa chính trị ở trong khu vực. Sự kiểm soát của một quốc gia đối với nguồn nước quan trọng như vậy có thể đe dọa đến an ninh và sinh kế của các quốc gia khác. Để giải quyết các tranh cãi này, cần có sự hợp tác quốc tế và đối thoại xuyên biên giới, bảo vệ lợi ích của tất cả các bên trong khu vực. Phần lớn công suất lắp đặt của các thủy địa trên sông Mekong đều thuộc về Trung Quốc, hơn 15.000 MW. Trong đó, đập nọa Trắc độ đạt mức 5.850 MW mà không kể đến nửa còn lại của các đập khổng lồ khác có công suất trên 1.000 MW. Tổng cộng, các đập này có thể lưu trữ 23 tỷ mét khối nước, tương đương với 27% dòng chảy thường niên của sông Mekong giữa Trung Quốc và Thái Lan. Các đập của Trung Quốc hiện đang điều tiết dòng chảy của sông Mekong, đặc biệt là vào mùa khô khi cao nguyên Tây Tạng cung cấp khoảng 40-70% lượng nước cho con sông, ảnh hưởng đến lương thực và sinh kế trong vùng. Tuy tác động này đã lớn, nhưng nếu 11 đập của Trung Quốc hoạt động ở công suất tối đa, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Báo cáo gần đây của UNESCO và Viện Môi trường Stockholm cảnh báo rằng lượng phù sa của sông Mekong có thể giảm tới 94% nếu các đập được phê duyệt và xây dựng. Điều này sẽ gây tác động nghiêm trọng đến sản lượng đánh bắt cá và sức khỏe của con sông, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của các cộng đồng ở hạ nguồn. Trong 50 năm tới, nền kinh tế của các quốc gia ở vùng hạ lưu sông Mekong dự kiến sẽ gánh chịu tổn thất kinh tế lên tới là 7,3 tỷ đô la. Trong số này, Việt Nam và Campuchia sẽ chịu tổn thất nặng nề nhất. Các hậu quả về mặt xã hội cũng có thể khó đếm được một cách cụ thể, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến công việc xả nước từ các đập thượng nguồn của Trung Quốc. Chỉ cần Trung Quốc quyết định xả nước mà không thông báo trước, Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường chúng ta đã chứng kiến những trường hợp của các đập thủy điện nhỏ. Chỉ có vài trăm megawatt ở miền Trung khi xả lũ đã gây hậu quả nghiêm trọng và nặng nề đến như thế nào. Nhưng nếu nhìn vào con số 11 con đập khổng lồ của Trung Quốc, thảm họa chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn hàng trăm lần. Vấn đề không chỉ ở việc xả nước từ các đập mà còn ở việc giữ nước. Việc các doanh nghiệp của Trung Quốc kiểm soát sông từ phía thượng nguồn đã gây ra những đợt hạn hán nghiêm trọng. Tình trạng xâm nhập mặn và sạt lở ở vùng cửa sông Mekong, đặc biệt là tại Việt Nam trong những năm gần đây. Điều này thực sự là một vấn đề na giải đối với các quốc gia phụ thuộc vào sông Mekong, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long nơi sản xuất ra 40% lượng gạo của Việt Nam. Nếu sản xuất lúa gạo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không đủ, nguy cơ đói ăn sẽ đối diện với cả Việt Nam và Lào. Lương thực không được đảm bảo, nguy cơ khủng hoảng và thậm chí là chiến tranh không thể tránh khỏi. Đợt hạn hán năm 2019 đã làm rõ những tác động của các đập ở Trung Quốc đối với các quốc gia ở hạ lưu sông Mê Công. Các cánh đồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Người dân ở hạ lưu sông Mê Công đã quen đánh bắt thủy sản ven sông phù hợp với sự lê xuống của mực nước sông. Tuy nhiên hiện nay, nông nghiệp và thủy sản đều bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và việc Trung Quốc ngăn chặn dòng chảy. Các đập thủy điện ở thượng nguồn Trung Quốc được xem như là quả bom nước có thể đe dọa nghiêm trọng ở các quốc gia ở khu vực hạ lưu. Nhiều phân tích đã chỉ ra rằng những hệ lụy nghiêm trọng mà các đập này gây ra mà các quốc gia ở trong khu vực bao gồm nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật, mất đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và các xung đột về tài nguyên nước đã dẫn đến bất ổn về tình hình địa chính trị trong khu vực của sông Mekong giữa Trung Quốc và các quốc gia ở hạ nguồn. Trung Quốc kiểm soát vòi nước của sông Mekong tương đương với kiểm soát lá bài chính trị ngoại giao và có thể kiểm soát được một nửa số quốc gia trong số 10 quốc gia thuộc ASEAN. Mặc dù có một số người bênh vực Trung Quốc về việc xây dựng đập thủy điện trên lãnh thổ của họ, lập luận rằng việc này không vi phạm pháp luật vì đang cần thiết để cung cấp điện cho dân của họ. Nhưng những nghiên cứu gần đây lại cho thấy sự lãng phí điện của các đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong thực tế nhiều năm qua trung quốc không có nhu cầu sử dụng điện từ các đập này chẳng hạn chỉ tính riêng ở tỉnh phân nam lượng điện bỏ không gấp đôi sản lượng điện tiêu thụ ở toàn bộ đất nước của việt nam mặc dù những nhà máy thủy điện nằm dọc theo bờ biển của trung quốc nhưng họ không sử dụng lượng điện từ các đập thủy điện này thay vào đó họ sử dụng chủ yếu là lượng điện từ những nguồn năng lượng khác nhau như than đá từ đập tiểu loan tại tỉnh phân nam nhiều người có thể tự hỏi rằng nếu không sử dụng điện thì tại sao Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng đập thủy điện? Câu trả lời là Bắc Kinh muốn tích trữ nước cho tương lai. Các nhà khoa học dự đoán rằng Trung Quốc có thể đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt trong vòng 3 thập kỷ tới do việc tan chảy băng tuyết trên dãy Himalaya. Trung Quốc cũng có thể chuyển hướng nước từ sông Mekong sang sông Dương Tử mặc kệ tác động đối với nước hạ lưu sông Mekong, đặc biệt là Việt Nam. Trong thực tế, không chỉ nhằm mục tiêu về tài nguyên, hệ thống đập thủy điện của Trung Quốc trên sông Mekong còn là một chiến lược để ép các nước Đông Nam Á vào bẫy nợ, tương tự như nhiều quốc gia ở châu Á và châu Phi đã từng trải qua. Trong sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, cả Lào và Campuchia đều đã rơi vào bẫy nợ do hợp tác với Trung Quốc trong hơn 30 năm qua. Lào đã xây dựng 64 đập thủy điện trên các chi lưu của sông Mekong, trong khi Campuchia đã xây 3 đập và có kế hoạch xây thêm 138 đập khác, Bắc Kinh đã cam kết hỗ trợ tài chính để xây dựng những con đập này, mặc cho nhiều tổ chức quốc tế đã cảnh báo rằng Lào có thể đối diện với khủng hoảng nợ khi vay mượn từ Trung Quốc. Khoản nợ công của Lào có thể dự báo có thể chiếm tới là 7% GDP, một con số rất cao đối với một quốc gia có thu nhập thấp và nền công nghiệp chưa phát triển như ở Lào. Tương tự, Trung Quốc có thể chiếm tới 40% tỷ lệ nợ quốc gia của Campuchia. Trung Quốc rất hoan nghênh sự phát triển của các dự án thủy điện ở Lào và tin rằng chúng có thể làm suy yếu mối quan hệ, đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, từ đó khiến Lào hướng gần đến Bắc Kinh hơn. Ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Campuchia cũng ngày càng lớn hơn trong hơn 30 năm qua. Trong khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia trở nên bấp bênh hơn, Campuchia đã hai lần phản đối ASEAN đưa ra phán quyết về tình hình tranh chấp trên biển Đông vào năm 2012 và năm 2016. Sự không đồng lòng với Việt Nam và Philippines khiến các bộ trưởng ngoại giao của ASEAN không thể đạt được tuyên bố chung trong hội nghị cấp cao của khối. Chiêu bài này của Trung Quốc thực sự thâm độc khi họ sử dụng các đập thủy điện để đưa Lào và Campuchia vào bẫy nợ, biến họ thành đồng minh chống lại Việt Nam. Điều này sẽ đẩy Việt Nam vào tình thế khó khăn khi phải đối mặt với vấn đề tại đồng bằng sông Cửu Long và đồng thời cô lập chính trị khi các nước láng giềng đều chống lại. Mặc dù tình huống thứ hai chưa xảy ra, nhưng các nước ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, liên tục chịu hậu quả từ các đập thủy điện của Trung Quốc trong nhiều năm qua. Từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2019, trong khi Trung Quốc có lượng nước lớn hơn bình thường từ mưa lớn và tuyết tan, trong khi đó, các nước ở lưu vực sông Mê Công lại phải đối mặt với hạn hán, đặc biệt là vào tháng 7 năm 2000 và năm 2019. Kết hợp với hiện tượng thời tiết Enino, tình trạng thiếu mưa ở hạ lưu gây ra sự cạn kiệt nước. Hoạt động tại các đập như là đập cảnh hồng của Trung Quốc và đập lớn Shajaburi sắp hoàn thành ở Lào dẫn đến tình trạng hạn hán nghiêm trọng ở các nước Đông Nam Á trong hơn một thế kỷ. Trung Quốc đã quyết định tắt nguồn nước từ đập cảnh hồng trên sông Mekong với lý do là việc họ phải tiến hành bảo trì lưới điện vào thời điểm đó. Thái Lan đã phải sử dụng quân đội để đối phó với tình trạng hạn hán khẩn cấp ở các tỉnh phía Đông Bắc, khi các khu vực bị cháy rụi và sạt lở đất chưa từng thấy trước đây. Tại Campuchia, các cộng đồng đánh bắt cá trên biển hồ, vùng đánh bắt thủy sản nội địa lớn nhất ở trên thế giới đã báo cáo rằng sản lượng đánh bắt giảm 80-90% đến so với mức bình thường, mực nước ở biển hồ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục đến nỗi nhiều ngôi làng trên hồ đã hoàn toàn biến mất. Ở Việt Nam, hàng triệu người dân sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tình trạng đồng ruộng nứt nẻ, bị xâm nhập mặn từ sâu trong nội địa, gây ra tình trạng thiếu nước sạch cho sinh hoạt trầm trọng. Trước đó, cơn hạn hán lịch sử năm 2016, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tăng lưu lượng sản nước từ Thủy Điện Cảnh Hồng để giải quyết tình trạng hạn hán Tuy nhiên, nước chỉ đến được đến Stung Cheng, Campuchia. Không một giọt nước nào đến được biển Hồ và đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nghề đánh cá nước ngọt lớn nhất ở trên thế giới. Lưu vực sông Mekong chiếm khoảng 25% sản lượng đánh bắt cá toàn cầu, mang lại giá trị khoảng 17 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, việc phát triển thủy điện vào năm 2040, bao gồm cả một số đập lớn của Trung Quốc đang được xây dựng và đã được lên kế hoạch, dẫn đến mất nguồn dinh dưỡng. Nước từ hồ chảy xuống có nhiệt độ thấp hơn nước sông bình thường vài độ, gây gián đoạn quá trình sinh sản của cá. Lượng phù sa quý giá được bồi đắp hàng năm cũng sẽ mất đi. Vùng đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa lớn nhất của Việt Nam, đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới sau Thái Lan. Tuy nhiên, vùng này đang phải đối mặt với tình trạng đất nông nghiệp bạc màu sạt lở nghiêm trọng do mực nước tại đồng bằng giảm nhanh chóng và mực nước biển dâng cao, Đồng thời, kế hoạch xây đập của Trung Quốc cùng với dự án mưa nhân tạo đang triển khai nhằm tăng lượng mưa ở Cao nguyên Tây Tạng đặt ra những thách thức mới. Dự án mưa nhân tạo còn được gọi là Thiên Hà, nhằm mục tiêu tăng lượng mưa ở Cao nguyên Tây Tạng lên 10 tỷ mét khối nước, tương đương với 7% mục tiêu tiêu thụ nước của Trung Quốc hiện nay. Cao nguyên Tây Tạng là nguồn gốc của sông Mekong, Tuy nhiên dự án này chỉ là một phần của kế hoạch thời tiết nhân tạo, dự kiến sẽ ảnh hưởng toàn bộ khu vực cao nguyên và lưu vực các sông lân cận. Lượng nước sau đó được các đập thủy điện của Trung Quốc điều tiết chuyển vào lãnh thổ đại lục. Công nghệ mưa nhân tạo không tạo ra mưa thực sự mà chỉ di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Trung Quốc muốn kiểm soát thời tiết và đảm bảo mưa rơi trong lãnh thổ của mình nhằm kiểm soát nguồn nước chảy sang các nước láng giềng. Sự tham vọng này gây ra những lo ngại đặc biệt vì khoảng 70% dòng nước hiện nay đang bị ô nhiễm. Việc kiểm soát lượng mưa cũng nảy sinh nhiều vấn đề sâu xa hơn. Khi một số quốc gia có thể được khuyến khích xây dựng đập thủy điện, nhưng khi sạt lở ở hạ lưu sông Mekong xảy ra, những nước này cũng sẽ chịu những hậu quả nghiêm trọng. Nước ở trong trường hợp này trở thành vũ khí tối thượng. Tuy nhiên, các dự án đập thủy điện và tạo mưa chỉ là một phần kế hoạch của Trung Quốc – Đồng thời, họ đang tích cực xây đảo ở trên Biển Đông và thực hiện dự án cải thiện luồng giao thông thủy trên sông Mê Công. Công việc này bao gồm phá hủy đá ngầm, xoay nước và cả cồn cát để tạo thành một tuyến đường vận tải thủy lớn tới Lào. Thậm chí xuyên thẳng vào trung tâm lục địa Đông Nam Á. Nhưng thiệt hại với môi trường và xã hội cùng với việc hình thành một tuyến đường cao tốc mới sẽ tạo điều kiện cho việc xuất nhập khẩu của các sản phẩm Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế trong khu vực. Chính sách đối ngoại cứng rắn của Bắc Kinh càng làm nguy cơ tăng chiến tranh. Con đường thủy cao tốc sẽ trở thành một cơn ác mộng chiến lược nếu chiến tranh xảy ra. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến này để triển khai quân đội và vũ khí nhanh chóng để bất kỳ khu vực nào của Đông Nam Á, đặc biệt là tiếp cận Việt Nam từ phía Đông, tạo thành thế ba mà giáp công. Điều này đặt ra nguy cơ mất chủ quyền và tình hình kinh tế tiêu cực trong tương lai của cả khu vực Đông Nam Á. Sự lo ngại này thúc đẩy các nước Đông Nam Á và các bên liên quan từ lâu nay cố gắng đưa Trung Quốc vào bàn đàm phán để thiết lập những quy chế hợp tác. Hội sông Mekong, được thành lập vào năm 1995, cũng hướng tới mục tiêu này. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã làm Hội sông Mekong vô cùng thất vọng. Thậm chí năm 2016, Trung Quốc đã thiết lập một sân chơi với cơ chế hợp tác dành riêng cho sông Mekong nhằm ép buộc các quốc gia này làm theo chủ ý của Trung Quốc. Mặc dù trong cuộc họp đầu tiên vào tháng 3 năm 2016, Bắc Kinh đã hứa sẽ xả nước cho các nước hạ nguồn đang gặp khó khăn về hạn hán, nhưng thực tế đó chỉ là một chiến lược cây gậy và củ cà rốt của Trung Quốc. Họ vẫn hoàn toàn kiểm soát dòng sông, điều này làm nền tảng cho xung đột chứ không phải là hợp tác. Con sông mẹ của nhiều quốc gia châu Á đang trong tình trạng khó khăn. Ba trụ cột kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long là nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ. Điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất tất cả các trụ cột kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long, mất đi môi trường và mất tất cả vì thủy điện Trung Quốc. Là quốc gia ở cuối nguồn sông Mekong, khi không còn phù sa để đổ về, đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất đi nguồn lợi chính từ gạo, trái cây và rau quả. Cùng với tốc độ tàn phá nhanh chóng của đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam sẽ dự đoán mất đi khoảng 20% GDP từ miền đất trù phú này. Cùng với đó là các bất ổn rõ ràng về tình trạng di cư và các vấn đề xã hội khác, khi người dân miền Tây không có nước sinh hoạt, không có đất để ở và không thể lao động để kiếm sống. Điều này liên quan đến việc ứng phó với các âm mưu của Trung Quốc. Qua sông Mekong, chính phủ Việt Nam đang thực hiện những biện pháp kịp thời và có hiệu quả. Đầu tiên là việc tăng cường hợp tác với các quốc gia ở hạ lưu sông Mekong. Việt Nam cùng với các đối tác khác thành lập Ủy ban sông Mekong nhằm phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên dòng sông này. Thứ hai, chính phủ Việt Nam đang đầu tư vào các giải pháp thay thế để giảm thiểu tác động của việc Trung Quốc xây dựng đập thủy điện trên sông Mekong. Các giải pháp này bao gồm xây dựng các hồ chứa nước ở thượng nguồn sông Mekong để tích trữ nước trong mùa lũ, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo thay thế cho thủy điện và đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thủy sản để thích ứng với tình trạng thiếu nước ngoài ra chính phủ cũng tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ từ việc trung quốc xây dựng đập thủy điện trên sông mekong các hoạt động tuyên truyền được triển khai qua các phương tiện truyền thông và hoạt động cộng đồng mặc dù có vẻ những kế hoạch chiến lược và biện pháp này chưa đủ để giải quyết triệt để mối nguy hiểm từ trung quốc xây dựng đập thủy điện trên sông mekong tuy nhiên đừng vội đánh giá là việt nam đã bất lực lịch sử cho thấy rằng những nước cờ của việt nam thường được thực hiện một cách chậm rãi và thận trọng Chúng ta cũng chưa biết được suy tính của các nhà lãnh đạo. Chính vì thế, nhà nước ta luôn có những đối sách hợp lý để đề phòng chống lại những mối đe dọa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Và nếu như các bạn có giải pháp nào giúp Việt Nam thoát được cái bẫy đến từ đập thủy điện Trung Quốc, đừng ngần ngại hãy để lại những ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!